Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay mình đang dọn cái xe để tí xuất một ít phôi cho khách hàng nè. Quét cho sạch nha em. Bụi thế. Rồi đây anh em đang thấy nè, phôi hiện tại đang chất lên xe đó. Nhưng mà hiện tại thì cái xưởng nó hơi gọi chung là đầy hàng quá. Thì bây giờ bữa giờ mình cũng ráng mình nuôi ở trên cái vỏ đi. Vì vàng nó cũng kín mất rồi. Để tí mình lên vàng quay cho anh em xem nó rõ hơn, lên vàng thì nó nhanh hơn. Đây, anh em phôi nấm bào ngự sám này. Tây giờ lắm, cũng có tham dự trong cái buổi tiệc chắc hàng hôm nay. Đây là những cái vàng này. Đấy, lúc nãy giờ thì có mấy cái vỏ bên đây nè. Quay cho anh em xem. Đây, nó cũng có mấy cái vỏ, nhưng mà bây giờ mấy cái vỏ thì mình chắc gần xong rồi. Rồi chủ yếu là mình đẩy hết vàng ra nha. Rồi bây giờ thì cũng trời sắp là tối rồi đấy. Anh em thấy không? Đây, mình sẽ rọi đây. Khá là tối nên là bây giờ cái cảnh quay nó cũng không còn sáng nữa rồi. Mà bây giờ anh em mới chắc được có nửa xe. Đây, rọi cho anh em kỹ hơn anh em thấy. Nửa cũng đỡ thôi nha. Sắp nửa xe, 40%. Nhưng mà giờ này tối, không quay rõ cho anh em thấy được. Đây, còn sắp cuối còn lại cái xe đây. Còn khá là nhiều. Nhưng mà dẫu sao thì mình cũng kết thúc cái video ở đây nha. Rồi mình sẽ cùng anh em chắc cái đơn hàng này cho xong đi. Để hoàn thành kịp cái tiến độ để lỡ trời nó mưa nha. Mình chào tất cả anh em nha.